cần phát huy, hãy bên gắng cùng chi, hãy nói với mọi người đòi dân chủ tự do, hãy hướng về quê hương, tiếng cho nhà tranh đấu, thắng áp bức tạo quyền cùng kiếm bước hiền lành, không lãnh đáng thờ, không chung chân xa ai, vẫn nước lên nơi rồi đánh đời vô tình quang. Diễn đàn yểm trợ khối 8406 và Hội đồng Liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Đấu tranh cho nền dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 5, tuần lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4. Đúng 40 năm trước đây, ngày này Cộng sản Bắc Việt đã xua quân vào Sài Gòn, thủ đô của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Và Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử, tạo ra thảm cảnh chạy trốn chế độ Cộng sản tàn bạo gian ác. Họ túa ra biển, họ chạy vào rừng sâu nhằm đi tìm tự do và tìm sự sống trong cái chết. Chỉ ít thời gian sau, mặt trận giải phóng miền Nam, tay sai của Cộng sản Bắc Việt bị giải tán và cả nước được thống nhất trong lầm than tủi hổ. Ruộng đất bị tước đoạt hoàn toàn trên bình diện cả nước. Quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị tù tội, bị ngược đãi, bị đối xử dã man. Người dân miền Nam càng sống không yên, chúng cướp nhà, cướp tài sản do đoàn quân đói rách vơ vét và về. Chúng đẩy dân vào rừng sâu gọi là vùng kinh tế mới và bắt lao động bằng hai bàn tay trắng. Cả nước ăn bo bo thay gạo, làm quần quật mà vẫn không đủ ăn vì trả nợ chiến phí cho Liên Xô và Trung Cộng. Sau 40 năm, Đảng Cộng sản bỏ cả lý thuyết Cộng sản, du nhập chủ nghĩa tư bản, định hướng xã hội chủ nghĩa rừng rú. Bọn cầm quyền phe nhóm giàu sụ, người dân lại càng lầm than đói khổ. Cả nước trên 2 triệu người bị cướp nhà, cướp đất, thành dân oan cả đời đi khiếu kiện. Chúng nhà cao cửa rộng, ngồi ghế rồng, cầu tiêu nạm vàng, thì làm gì nghe được tiếng kêu oan. Bà con ơi, hãy vùng lên tự cứu mình. Chỉ cần 1 triệu dân oan nắm tay nhau xuống đường, chế độ này sụp đổ ngay tức khắc. Hồi tưởng lại quá khứ đau thương,
30 tháng 4 năm 75. Chúng ta không cần than vãn nữa, cũng chẳng cần hỏi tại sao, bởi mọi sự đã tỏ tường rồi. Bọn chúng là lũ bán nước hại dân, hèn với giặc, ác với dân, mà trong lịch sử gần 5.000 năm dựng nước và giữ nước, chưa hề có một tập đoàn nào trơ tráo đến thế. Khỉ lên làm người, chó nhảy bàn độc. Đồng bào ơi, không đứng lên, chúng ta và con cháu chúng ta sẽ triền miên trong tăm tối, bởi chúng ta đã bị tập đoàn Việt Cộng bán rẻ cho kẻ thù phương Bắc, và chúng ta sẽ và đã trở thành đám nô lệ rồi. Hôm nay trước buổi hội luận với ông Văn Khoa, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đề tài Hoa Kỳ và cuộc chiến Việt Nam, xin mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc lễ chào cờ Việt Nam tự do bắt đầu. Tưởng niệm và mặc niệm. Đặc biệt trong ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 năm thứ 40. Chúng ta tưởng niệm ngũ tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đón tiếp ngày 30 tháng 4 để giữ tròn tiết tháo tổ quốc, danh dự, trách nhiệm của chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Đó là tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai và tướng Lê Nguyên Vĩ. Chúng ta tưởng niệm đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt 74 chiến sĩ Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta tưởng niệm đến trên 250.000 đồng bào đã bỏ thân dưới biển sâu, đã bỏ thân trong rừng rậm vùng biên giới, trên con đường chạy trốn cộng sản, mưu tìm tự do, mưu tìm cuộc sống có ý nghĩa. Họ đã phải tìm cái sống trong cái chết.
Xin quý vị tiếp tục tặng bông để tưởng niệm đến tất cả những người đã ngã xuống vì lòng yêu quê hương đất nước, vì lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta cầu mong cho ngày hội lớn của dân tộc mau đến để dân Việt Nam có được những ngày ấm no, hạnh phúc thực sự trong một nước có độc lập và có chủ quyền. Phút mặc niệm và cầu nguyện bắt đầu. Phút cầu nguyện và mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Và bây giờ thì xin mời quý thân hữu chúng ta tạm thời bỏ tay xuống. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn, đặc biệt trên diễn đàn Tự do Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, trên các đài radio và trên các website, hôm nay chúng ta lại có một buổi hội luận thật đặc biệt nhân ngày tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 năm thứ 40. Và bình thường chúng ta vẫn có tiếng nói của Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, một người đấu tranh kiên trì trong quốc nội, sẽ có đôi lời nói mở đầu. Tuy nhiên hôm nay là thứ Bảy, 7 giờ sáng giờ California, cũng là 9, 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Thành thử ra Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi bận không thể vào diễn đàn trong cái giờ này được. Xin tất cả quý thân hữu chúng ta cảm thông. Và như Lạc Việt đã giới thiệu ngay từ lúc đầu, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái đề tài Hoa Kỳ và cuộc chiến Việt Nam. Tại sao Hoa Kỳ lại tham chiến? Và tại sao Hoa Kỳ lại vội vã rút lui? Ông Văn Khoa sẽ chia sẻ với chúng ta đề tài này. Sự hiểu biết của chúng ta về những sự thật trong cái bối cảnh lịch sử quan trọng này của đất nước vẫn là điều rất hữu ích. Lạc Việt một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu với quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu ông Văn Khoa, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để nghiên cứu rất nhiều sử sách. Và hôm nay ông đến với chúng ta trong đề tài vừa rồi, Hoa Kỳ và cuộc chiến Việt Nam. Xin kính mời ông Văn Khoa. Kính chào toàn thể quý vị. Quý vị có nghe tôi không ạ? Xin cho tôi tín hiệu, please. Cảm ơn anh Việt Quốc, cảm ơn anh Lạc Việt. Trước hết thì tôi xin báo động với quý vị là cái đường nét của tôi đó, nó có thể bị hư bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, chúng tôi có gọi đến cái công ty, nhưng mà họ tạm thời họ chỉ có thể sửa được ở cái chỗ mà văn phòng của họ ấy. Còn hôm nay không có technician đến nhà tôi để sửa. Thì thưa quý vị, tôi xin báo động, nếu mà cái biến cố cái đường nét của tôi nó đứt đoạn thì thành thật xin cáo lỗi với quý vị. Để khỏi mất thì giờ, thưa quý vị, tôi xin giới thiệu
là, thưa quý vị, tôi là một cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không phải là học giả, tôi không có bằng cấp cao, thưa quý vị. Cả cuộc đời của tôi, thưa quý vị, từ năm 1964 cho đến năm 1975, thì hầu hết những cái cuộc đời của tôi trong quân ngũ là ở các đơn vị tác chiến, thưa quý vị, tức là các đơn vị mà chuyên môn về đánh đấm chứ không phải làm tham mưu. Thưa quý vị, vì thế mà thưa quý vị, tôi không phải là học giả, tôi không có bằng tiến sĩ này, tiến sĩ kia, thưa quý vị, nhưng mà trong cái tư cách của một người, thưa quý vị, quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi thấy nó làm lạ là tại sao một cái quân lực như vậy mà lại, thưa quý vị, vâng, ok, để tôi cho anh Lạc Việt cái số phone của tôi, thưa quý vị. Anh Lạc Việt ơi, bây giờ đã ok, để tôi coi, tôi không muốn, thưa, bây giờ tôi vào trong cái PM để tôi cho anh cái số phone này, anh Lạc Việt nhá. Ok. Ok, số phone của tôi, thưa quý vị, tôi gửi cho anh cái số phone của tôi. À, thưa quý vị, đó là cái số phone của tôi ở trong PM anh Lạc Việt. Ok, thưa quý vị, bây giờ trở lại với cái chương trình của chúng ta. Thưa quý vị, trở lại với cái chương trình của chúng ta, thưa quý vị, thì những cái đề tài mà, thưa quý vị, anh Lạc Việt đã nói, thì thưa quý vị, những cái tài liệu mà tham khảo mà tôi dùng, thưa quý vị, ở đây đó, thì thưa quý vị, đó là cái quyển thứ nhất, The Year of the Upheaval của ông Henry Kissinger. Rồi cái quyển thứ hai là Nixon and Kissinger, The Partner in Power. Quyển thứ ba là Henry Kissinger, The White House Year. Và quyển thứ tư là No More Việt Nam của ông Tổng thống Nixon. Và cái quyển thứ năm là Victory Wing Tower. Và quyển thứ sáu là quyển Mao Trạch Đông ngàn năm công tội. Và quyển thứ bảy là Không Hòa Bình cũng chẳng danh dự, thưa quý vị. Rồi những sách Việt đó thì tôi đọc những cái tài liệu. Thứ nhất là cái tài liệu của trường Cao đẳng Quốc phòng. Cái thứ hai là hồ sơ dinh độc lập của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng khi đồng minh tháo chạy, gọng kìm lịch sử của đại sứ Bùi Diễm, cuộc chiến thắng bị bỏ lỡ, Việt Nam nhân chứng của trung tướng Trần Văn Đôn, con rồng Việt Nam của vua Bảo Đại, giọt nước trong biển cả của Hoàng Văn Hoan, đường tới Điện Biên Phủ của Võ Nguyên Giáp. Và thứ năm nữa là khá quan trọng, thưa quý vị, đó là cái tờ trình bí mật của Khrushchev về Stalin, thưa quý vị. Và bây giờ, thưa quý vị, tôi xin khởi đầu, thưa quý vị. Chắc quý vị cũng biết rằng, thưa quý vị, là cái cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, đội lốt mượn cái chiêu bài yêu nước và ái quốc dân tộc để Hồ Chí Minh phát động và tiến hành cái cuộc 9 năm kháng chiến chống Pháp. Và thưa quý vị, trong cái cuộc kháng chiến đó, thưa quý vị, như tôi đã nhiều lần đã nói, là cái cuộc mà chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1946 cho đến năm 1954 là, thưa quý vị, sao chép y hệt những cái đường lối và những cái sách lược của
Trung Cộng hay nói rõ hơn của Mao Trạch Đông. Đó là, thưa quý vị, trường kỳ kháng chiến lấy nông thôn để bao vây thành thị và chia cái cuộc kháng chiến của Cộng sản Việt Nam để chống lại Pháp ra làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ, thưa quý vị, giai đoạn thứ nhất chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn phòng ngự. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn cầm cự. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tổng phản công. Thì chúng ta thấy rằng từ năm 1900, thưa quý vị, từ năm 1946 cho đến năm 1949, nghĩa là trong cái giai đoạn đầu đó, phòng ngự đó, Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, vẫn không tiến được qua cái giai đoạn thứ hai. Lý do là Việt Cộng lúc đó hoàn toàn cô lập ở Bắc Việt. Thứ nhất là Trung Cộng chưa tiếp viện được, thưa quý vị, cho Việt Nam, Cộng sản Việt Nam. Mà Nga Xô thì còn bận thế cái chiến thứ hai và muốn lo giải quyết ở Âu Châu, nên thưa quý vị, Nga Xô không đái hòa gì tới Việt Nam. Nhưng đến, thưa quý vị, đến đầu năm 1949, khi cái tình hình, thưa quý vị, ở Trung Cộng càng ngày càng sáng sủa cho cái phe Cộng sản, thì thưa quý vị, đó là cái tháng, thưa quý vị, đầu năm 49, thì cái phong trào du kích của Cộng sản, của Việt Minh, nó lúc đó gọi là Việt Minh, nó phát triển khá mạnh. Thưa quý vị, đến tháng 5 năm 1949, trước cái thắng thế ngày càng rõ rệt của Mao Trạch Đông, thưa quý vị, thì Cộng sản Bắc Việt cũng tiến theo cái sự phát triển của Mao Trạch Đông ở Trung Hoa lục địa. Thưa quý vị, đứng trước cái sự lo ngại và sự chi viện to lớn của Trung Cộng cho Việt Cộng, thì người Pháp lúc đó lo ngại. Và thưa quý vị, người Pháp đã cho ông Đại tướng Revé, ông này là tổng tham mưu trưởng của quân đội Pháp, qua bên Việt Nam để duyệt xét tình hình, thưa quý vị, tức là vào khoảng tháng 5 năm 49, thưa quý vị. Sau khi về xong duyệt xét tình hình thì, thưa quý vị, là cái ông Romé này, ông ấy khuyên cáo quân đội Pháp phải rút bỏ tất cả những cái đồn binh và những đồn quân của Cộng sản Bắc Việt, của người Pháp đóng dọc theo biên giới Việt Hoa. Thì đáng lẽ là theo cái kế hoạch của tướng RB đó, thì quân đội Pháp phải thi hành trước năm 1949. Nhưng kế hoạch của ông RB này đó, các quý vị, lúc đó đã bị những ông tướng khác của Pháp tìm cách trì hoãn hoặc chống đối. Đến cuối năm 1949, khi Trung Cộng đã nắm chắc được vần thắng ở trong tay, thì thưa quý vị, là lúc đó Hồ Chí Minh đã đi qua bên Trung Cộng để cầu cứu. Thưa quý vị, đến năm 1950 thì thưa quý vị, ông Hồ Chí Minh đi Bắc Kinh và cầu cứu, thưa quý vị, với Trung Cộng, và đã gặp được cả Stalin, thưa quý vị. Tôi xin đọc cái chuyến đi của ông, thưa quý vị, ông Hồ Chí Minh như thế vậy, thưa quý vị. Xin quý vị nghe ông ấy cầu cứu như thế vậy. Võ Nguyên Giáp viết như thế vậy. Trong một buổi tối làm việc ở Moscow, cùng với Stalin có cả Mao Trạch Đông, bác đã đề nghị Liên Xô giúp trang bị cho quân đội chúng ta 10 đại đoàn bộ binh và một trung đoàn pháo cao xạ. 10 đại đoàn tức là 10 sư đoàn, thưa quý vị. Thì Stalin nói cái yêu cầu Việt Nam không có lớn, nên có sự phân công giữa Liên Xô và Trung Quốc để yểm trợ cho Việt Nam. Liên Xô hiện đang phải lo nhiều cho các nước ở Đông Âu, và Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam những thứ đang cần.
những thứ gì Trung Quốc chưa có thì hãy lấy trong số hàng mà Liên Xô đã viện trợ cho Trung Quốc, đưa cho Việt Nam và sẽ được Liên Xô hoàn trả. Stalin nói vui, Trung Quốc sẽ không thiệt vì trao cho Việt Nam những thứ đã dùng rồi và sẽ nhận lại ở Liên Xô những thứ hàng mới. Trong quan hệ quốc tế phải có đi có lại. Thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh nhé, trong quan hệ, Stalin nói là trong quan hệ quốc tế thì phải có đi có lại. Liên Xô viện trợ cho Trung Quốc một xe tăng, Trung Quốc phải trả cho Liên Xô cả một khẩu pháo, còn trả thế nào giữa Việt Nam và Trung Quốc thì tùy hai quốc gia xét định. Mao Trạch Đông nói, Việt Nam cần trang bị 10 đại đoàn để đánh thắng Pháp, trước mắt thì hãy trang bị cho 6 đại đoàn. Trước tiên, Việt Nam có thể đưa ngay một số đơn vị sang nhận vũ khí trên đất Trung Quốc. Tỉnh Quảng Tây sẽ là hậu phương trực tiếp của Việt Nam. Thưa quý vị, là lúc đầu thưa quý vị là 10 sư đoàn, nhưng ngay trước mắt thì Mao Trạch Đông nói với Hồ Chí Minh là bây giờ chúng tôi sẽ trang bị và huấn luyện cho anh 6 sư đoàn. Vì vậy mà thưa quý vị, năm 1949, 5-6 sư đoàn, những sư đoàn tiên phong của Cộng sản Bắc Việt như là sư đoàn 308, sư đoàn 312, sư đoàn 320, thưa quý vị, đi bộ bằng người không từ biên giới Việt, vượt biên giới Việt qua bên biên giới Trung Hoa để được huấn luyện và được trang bị trở về Việt Nam, thưa quý vị. Bây giờ thưa quý vị, để chứng minh những cái lời nói đó, thưa quý vị, tôi xin đọc để quý vị biết về Hoàng Văn Hoan. Thưa quý vị, anh ta đã nói như thế nào về cái cuộc viện trợ to lớn của Cộng sản, thưa quý vị. Xin quý vị một phút. Thưa quý vị, Hoàng Văn Hoan viết như thế vậy ở trong cái quyển Giọt Nước Trong Biển Cả. Hoàng Văn Hoan là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cánh tay mặt của Hồ Chí Minh, thưa quý vị, Phó Chủ tịch của Quốc hội và đại sứ đầu tiên của Cộng sản Việt Nam ở Bắc Kinh. Anh ta viết như thế vậy. Từ năm 1950 trở đi, nhiệm vụ khẩn cấp của Việt Nam là đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Theo yêu cầu của Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng Việt Nam, Trung Quốc đã cử đoàn cố vấn quân sự và các đoàn cố vấn chính trị sang giúp Việt Nam. Nhiệm vụ của đoàn cố vấn do đồng chí Vi Quốc Thanh dẫn đầu đã giúp Việt Nam xây dựng một quân đội phổ biến kinh nghiệm tác chiến. Ngoài việc giúp quân ủy Việt Nam, còn có các cố vấn về tham mưu, về chính trị, về hậu cần, giúp các đại đoàn chủ lực như là 308, 312, 316 và 304, các cùng với các quân chủng khác, qua sự giúp đỡ của các cố vấn Trung Quốc, kết hợp với sự cố gắng vượt bậc của bản thân quân đội Việt Nam, ta đã xây dựng thành công một quân đội chủ lực gồm mấy sư đoàn dã chiến. Thưa quý vị thấy, từ năm 1949 cho đi trở lại, khi mà cái biên giới Việt Nam được khai thông, thì chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam mới mở ra được những cái trận đánh. Mở đầu là cái trận đánh, thưa quý vị, cái chiến dịch gọi là chiến dịch Hoàng Văn Thụ. Rồi đến cái chiến dịch thứ hai là cái chiến dịch biên giới. Tháng 5 năm 1950, thưa quý vị, tháng 5 năm 1950, thì thưa quý vị là với cố vấn, với sự huấn luyện và trang bị hàng 6-7 sư đoàn của Việt Cộng, Việt Cộng mở ra ở cái vùng biên giới Việt, thưa quý vị, Cao Bằng, Lạng Sơn, thưa quý vị, cái chiến dịch đầu tiên là cái chiến dịch Hoàng Văn Thụ. Chiến dịch Hoàng Văn Thụ vào khoảng tháng 5 năm 1950. Và
Thưa quý vị hãy tưởng tượng trong cái chiến dịch này đó, để mở đầu đó, thưa quý vị, là Cộng sản Việt Nam đánh cái đồn, thưa quý vị, cái đồn Đông Khê. Cái đồn Đông Khê nó nằm cách tỉnh Cao Bằng 24-25 km. Nó nằm trên cái huyết mạch, trên cái con đường tiếp tế cho người Pháp từ Hà Nội lên Lạng Sơn và từ Lạng Sơn về, thưa quý vị, Cao Bằng. Thì thưa quý vị, lúc đầu đó, trong cái trận đánh đầu tiên này đó, thì chúng ta thấy tưởng tượng là Võ Nguyên Giáp huy động 9 tiểu đoàn để đánh một cái đồn, là cái đồn Đông Khê. Cái đồn Đông Khê này chỉ có khoảng 250 quân thôi, thưa quý vị, là một tiểu đoàn trừ. Tiểu đoàn trừ tức là một tiểu đoàn thiếu. Ví dụ như tôi nói tiểu đoàn trừ tức là thiếu một đại đội, thiếu hai trung đội, hoặc thiếu ba là trung đội, hoặc thiếu là một đại đội thì gọi là tiểu đoàn trừ. Thì thưa quý vị, ở cái đồn Đông Khê này chỉ có 250 quân thôi, mà Võ Nguyên Giáp đã phải huy động tới 9 tiểu đoàn để tấn công, thưa quý vị. Để tôi nói một chút xíu, thưa quý vị, trong cái quyển Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ đó, thì chúng ta thấy bọn Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị cái trận chiến dịch Đông Khê như thế nào. Trong cái trang 22 của ông Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ, hồi ký của ông Võ Nguyên Giáp có nói như thế vậy: anh Trần Đăng Ninh dự kiến số người trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến dịch sẽ khoảng 30.000 người. Như vậy yêu cầu của vật chất mà cho phục dịch cho chiến trường sẽ là khoảng 3.000 tấn, trong đó có 2.700 tấn gạo và 300 tấn vũ khí đạn dược. Quý vị, chúng ta thấy Võ Nguyên Giáp chuẩn bị cái trận đánh này, thưa quý vị. Đánh đầu tiên là đánh 250 người, thưa quý vị, một tiểu đoàn trừ của quân đội Pháp, mà anh ta phải huy động đến 30.000 người, thưa quý vị. Và thưa quý vị hãy nghe coi, huy động vào khoảng độ gần 30 người, thưa quý vị, 30.000 người để đánh cái đồn này. Thì thưa quý vị, chú tự hãy coi cái kết quả, cũng ở Võ Nguyên Giáp nói như vậy: cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt suốt đêm ngày 16. Địch đã dồn sức đối phó với hướng Tây Bắc. 4 giờ sáng ngày 17, trung đoàn 174 mới chiếm được Cạm Phẩy. Thưa quý vị, mới chiếm. Và sự thất bại chúng ta nghe đây, thưa quý vị: trận Đông Khê chúng ta đã toàn thắng, địch chết và bị bắt khoảng 300 tên, một số đã chạy thoát về Thất Khê, ta thu toàn bộ vũ khí. Số thương vong của ta, quý vị nghe nhé, số thương vong của ta lớn hơn dự kiến, trận đánh phải kéo dài tới 52 giờ ngoài sức dự kiến. Lấy 30.000 người mà đánh 250 người, dự trù là phải tiến chiếm trong 24 tiếng. Thế mà thưa quý vị, là số thương vong của ta lớn hơn dự kiến, và trận đánh phải kéo dài tới 52 giờ, thưa quý vị. Đó, thưa quý vị nghe. Bây giờ thưa quý vị, để nói về một chút xíu về cái trận Đông Khê, thì thưa quý vị, xin quý vị lấy cho tôi một cái tờ giấy và một cái bút, vẽ cho tôi một cái hình tam giác. Cái đỉnh A đó là đỉnh Lạng Sơn, đỉnh B đó là tỉnh Cao Bằng, và đỉnh C đó là Hà Nội. Cái tam giác này là tam giác cân, thưa quý vị. Nó nối liền từ Hà Nội lên Lạng Sơn và đi Cao Bằng. Cái điểm B và C đó là từ Hà Nội đi Cao Bằng đó, là quốc lộ số 3. Và từ điểm A về điểm C đó là ở Hà Nội đó là quốc lộ số 1. Và cái điểm A đi điểm B đó là quốc lộ số 4. Đây là cái quốc lộ quan trọng nhất, thưa quý vị. Rừng núi không, bởi vì cái vùng này là cái vùng rừng núi. Trên cái con đường quốc lộ số 4 đó, mà nó đã tổ chức cái trận phục kích, thưa quý vị, hai binh đoàn của người Pháp.
là binh đoàn Satan và binh đoàn La Paz. Hai cái binh đoàn này được chỉ huy bởi hai ông trung tá, thưa quý vị. Hai ông trung tá từ Cao Bằng trở xuống đó, thì thưa quý vị, là của ông trung tá Satan chỉ huy vào khoảng 4 tiểu đoàn. Thưa quý vị, sẽ vượt Cao Bằng để về Lạng Sơn. Và từ Lạng Sơn đó, thưa quý vị, cái binh đoàn La Paz chỉ huy 4 tiểu đoàn cũng do ông trung tá La Paz lên cái vùng, thưa quý vị. Cái điểm Cao Bằng đến Lạng Sơn đó, thưa quý vị, nó có hai cái đồn. Từ Lạng Sơn lên đầu tiên đó là lên Thất Khê. Thất Khê, thưa quý vị, cái đồn Thất Khê nằm trên quốc lộ số 4 là cái đồn Thất Khê. Từ Lạng Sơn đó, lên cái đồn Thất Khê này đó, có khoảng 85 km. Từ cái đồn Thất Khê này lên cái đồn Đông Khê đó có khoảng độ 45 km nữa, thưa quý vị. Thì bây giờ đó là cái đồn Thất Khê như cái đồn Đông Khê như tôi đã nói đó, là bị cộng sản chiếm rồi. Và bây giờ cái con đường lui binh của người Pháp từ Cao Bằng về Lạng Sơn di phải đi bằng, thưa quý vị, quốc lộ số 4, tức là cái điểm Cao Bằng đi Lạng Sơn. Thì đầu tiên đó, thưa quý vị, là cái đồn mà Đông Khê đã bị Việt Cộng chiếm rồi. Cái đồn Đông Khê chỉ có 250 người thôi, và Võ Nguyên Giáp mang tới 9 tiểu đoàn để đánh cái đồn Đông Khê này. Ngoài ra đó, thưa quý vị, bởi vì lúc đó đó người Pháp không có một sự chọn lựa nào ngoài cái sự chọn lựa cái con quốc lộ số 4, tức là đi từ Cao Bằng về Lạng Sơn phải rút theo cái con đường đó. Còn nếu rút từ Cao Bằng về Hà Nội thì nó quá dài, nó dài tới 220 km. Và lúc đó, thưa quý vị, cái quốc lộ số 3 đã hoàn toàn bị Cộng sản Việt Nam chiếm rồi. Thì chỉ còn bây giờ phải, một là nếu rút từ Cao Bằng về Lạng Sơn đó, thì rút bằng cầu không, tức là bằng máy bay. Mà người Pháp lúc đó thì, thưa quý vị, không đủ máy bay để lập cái cầu không phận, thưa quý vị. Vì vậy mà người Pháp phải chọn lựa cái con đường ngắn nhất là khoảng độ 150 hay 160 km từ Cao Bằng về Lạng Sơn. Mà cái con đường này là con đường lý tưởng để phục kích. Thực ra đó, nếu mà, thưa quý vị, với cái lực lượng của người Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau 75 đó, thì chúng ta, thưa quý vị, có thể hóa giải được cái cuộc vượt này, cuộc lui binh này một cách an toàn, dùng các phi cơ và các trực thăng đi từ lên Cao Bằng và lập một cái cầu không vận từ Cao Bằng về Lạng Sơn. Nhưng mà người Pháp không có đủ cái khả năng đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, tôi thấy rằng khi mà tôi đi học ở trường chỉ huy tham mưu thì tôi thấy làm lạ là tôi có hỏi ông trung tá, ông ấy là một ông trung tá, ông ấy dạy về, thưa quý vị, các chiến thuật. Thì tôi thấy rằng cùng cái thời kỳ đó, vào khoảng độ tháng 10 năm 1950 đó, thì người Pháp lại mở ra một cái cuộc hành quân gọi là hành quân Fokker để tìm cách ở cái vùng Thái Nguyên, thưa quý vị, tức là ở cái quốc lộ số 3. Thưa quý vị, ở cái quốc lộ số 3 này đó, thì ông Bộ Tư lệnh Pháp lại mở ra một cuộc hành quân. Và trong cái cuộc hành quân này thì người Pháp lại điều động tới 15 tiểu đoàn để khai thông cái quốc lộ số 3. Tôi, anh em chúng tôi mới, sĩ quan mới hỏi là tại sao kỳ như vậy, tại sao không dùng 15 tiểu đoàn đó để mà khai thông cái quốc lộ số 4 mà lại đi khai thông cái quốc lộ số 3. Thì thưa quý vị, ông trung tá chỉ huy huấn luyện viên của chúng tôi, ông bảo lúc đó người Pháp muốn tạo một cái nghi binh, thưa quý vị, để cho Việt Cộng chú ý, tưởng rằng người Pháp sẽ rút theo quốc lộ số 3. Nhưng mà thưa quý vị, 15 của người Pháp,
khi đánh vào cái tỉnh Thái Nguyên, thưa quý vị, là đánh vào chỗ trống, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã rút hết quân ra khỏi cái quốc lộ số 3 và tập trung quân ở quốc lộ số 4 để chờ công đồn đã viện. Thưa quý vị, chúng ta thấy là người Pháp có những cái sai lầm như vậy. Và thưa quý vị, hai cái binh đoàn là binh đoàn Sa Tông và binh đoàn La Paz của Pháp, thưa quý vị, đã bị đánh tan ra. Hai cái binh đoàn này, tổng số kể cả những, thưa quý vị, những người mà từ Cao Bằng, từ Thái Nguyên, thưa quý vị, từ Cao Bằng đó, rút về đó, đã bị đánh tan ở cái đồn Đông Khê, thưa quý vị. Và Cộng sản Việt Nam lúc đó, thưa quý vị, đã làm rung động Paris vì cái chiến thắng này của Đảng Cộng sản. Chúng ta thấy đó là cái sai lầm thứ hai của người Pháp, thưa quý vị, mở ra một cuộc hành quân. Thay vì nếu tôi, thưa quý vị, nếu tôi có quyền lúc đó, thì thưa quý vị, là tôi dùng cái 15 tiểu đoàn hành quân một cuộc vô bổ ở quốc lộ số 3, để thưa quý vị, 15 tiểu đoàn này giữ an ninh quốc lộ từ Cao Bằng, Lạng Sơn, thì cái cuộc hành quân lui binh từ Cao Bằng về Lạng Sơn đã hoàn tất và không có thất bại như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, người Pháp đã không làm như vậy. Và thưa quý vị, với cái phương tiện mà nghèo túng của quân đội Pháp lúc đó, là hai cái binh đoàn Sa Tông và binh đoàn, thưa quý vị, La Paz đã bị đánh tan ở cái địa điểm, thưa quý vị, ở Đông Khê. Tổng số mất tích, chết, bị thương, bị bắt làm tù binh vào khoảng từ 6 đến 6.500 người của hai cái binh đoàn này, thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ đây thì thưa quý vị, tôi xin ngừng lại. Đây là một cái, thưa quý vị, phần đầu của chương trình. Tôi xin ngừng lại để quý vị cần gì đặt câu hỏi, khỏi quý vị khỏi quên, thì tôi sẽ trả lời, thưa quý vị. Cảm ơn toàn thể quý vị. Và tôi xin trả lại cái diễn đàn cho anh Lạc Việt, người điều khiển chương trình. Và tôi sẽ tiếp cái phần 2, thưa quý vị. Đó là tại sao người Mỹ phải can thiệp vào Việt Nam, đứng trước cái sự bất lực của người Pháp và với sự viện trợ to lớn của Trung Cộng. Thưa quý vị, sau cái chiến dịch biên giới thì đến cái chiến dịch Điện Biên Phủ, thưa quý vị, thừa thắng xông lên, thưa quý vị, ở cái chiến dịch. Nhưng mà giữa cái chiến dịch biên giới và cái chiến dịch Điện Biên Phủ thì còn một cái chiến dịch nữa mà Cộng sản Việt Nam đã mở ra, thưa quý vị, ở cái chiến dịch, thưa quý vị, là cái chiến dịch ở cái vùng mà xin quý vị một phút nhé, ở trận Vĩnh Yên, thưa quý vị, Vĩnh Yên. Và thưa quý vị, lúc đó để đối phó, người Pháp đã cho một ông danh tướng của người Pháp là The Last, The Tassini, sang thay thế. Và ông danh tướng này đã đánh cho Võ Nguyên Giáp tan tành, thưa quý vị, ở trận Vĩnh Yên từ năm 1951. Từ ngày 13 tháng 1 năm 1951 đến ngày 17 tháng 1 năm 1951, Võ Nguyên Giáp tưởng rằng, thưa quý vị, là sẽ ăn Tết ở Hà Nội vào năm 1951. Nhưng mà thưa quý vị, Võ Nguyên Giáp lúc đó đã bị danh tướng The Last, The Tassini của Pháp đánh cho tan tành ở cái trận Vĩnh Yên từ ngày 13 tháng 1 năm 1951 đến ngày 17 tháng 1 năm 1951. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị và tôi xin ít phút để nghỉ và đồng thời để quý vị đặt câu hỏi cho tôi nếu có. Xin cảm ơn quý vị, xin trả lại diễn đàn cho anh Lạc Việt. Vâng, cảm ơn ông Văn Khoa, viện diễn giả cho cái buổi hội luận hôm nay trong cái đề tài Hoa Kỳ và cuộc chiến Việt Nam. Từ nãy tới giờ trên 20 phút ông Văn Khoa có trình bày
cái đề tài này, nhưng mà ở một cái vị trí rất là xa với người Mỹ. Với cái chủ đề hôm nay, chắc chắn là ông Văn Khoa có cái dụng ý. Thưa ông Văn Khoa, trong những cái trận chiến mà tướng Võ Nguyên Giáp điều quân khiển tướng đó, thì trước hết á, cái thân thế sự nghiệp của ông Võ Nguyên Giáp về binh bị đó, thì không biết là được học tới đâu, huấn luyện được mấy tháng, và ông ta lên đại tướng từ binh nhì lên đại tướng trong vòng bao nhiêu ngày, thưa ông? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái huyền thoại về đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được lưu truyền không những ở trong nước mà lại còn trên cả quốc tế nữa kìa. Ông ta được rất là nhiều người trên quốc tế khen tặng, ông ta là một vị tướng, một trong những vị tướng giỏi giang nhất thế giới hiện đại. Thì thưa ông Văn Khoa, cái huyền thoại đó ngày nay nó còn không? Và bên phía Trung Cộng đó, lâu nay nó có xì ra cái tin gì không? Để rồi tướng Võ Nguyên Giáp khi sắp chết rồi, có lẽ là 3 năm nằm chờ chết đó. 3 năm ông ta vẫn mặc cái bộ quân phục đại tướng. Không biết là trên thế giới này có cái ông đại tướng nào mà nằm 3 năm chờ chết mà mặc quân phục đại tướng vậy không? Xin ông cho một cái lời giải đáp để cho những thế hệ trẻ hiện vẫn còn đang mơ hồ về huyền thoại đại tướng Võ Nguyên Giáp hiểu được cái vai trò bịp bợm của Đảng Cộng sản như thế nào đối với ông Hồ Chí Minh, và cách riêng hôm nay đối với ông đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chắc là ông Văn Khoa uống nước đủ rồi, xin mời ông. Kính chào tái ngộ với toàn thể quý vị. Quý vị có nghe tôi không ạ? Và cảm ơn cô anh. Sở dĩ tôi phải nói hơi xa một chút về cái bối cảnh của lịch sử Việt Nam để quý vị thấy rõ ràng rằng, thưa quý vị, bọn Cộng sản Việt Nam đó, chúng luôn luôn tuyên truyền lếu láo, nói rằng cái cuộc chiến ở Việt Nam là cái cuộc chiến anh hùng của bọn Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Cuộc chiến tranh tự lực tự cường mà bọn Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn tuyên truyền. Chúng ta thử hỏi rằng nếu không có Trung Cộng huấn luyện và trang bị cho 10 sư đoàn bộ binh của Cộng sản và một sư đoàn pháo, và thưa quý vị, sau cái trận mà ở cái chiến dịch biên giới đó, thì chúng ta thấy rằng Trung Cộng lúc đó là họ lấy được cả hàng chục ngàn, hàng triệu những khẩu súng của quân đội ông Tưởng dưới thành bỏ lại. Đặc biệt là thưa quý vị, ngay trong cái chiến dịch, sau cái chiến dịch biên giới đó, thì Cộng sản Việt Nam đã được Trung Cộng thành lập cho cái một sư đoàn pháo binh, thưa quý vị, với mấy chục khẩu, gần 30 khẩu đại bác, 105 ly. Lúc đó 105 ly là loại đại bác rất tối tân và mới nhất của ông Tưởng Giới Thạch. Vì vậy mà thưa quý vị, bọn Cộng sản Việt Nam giấu nhẹm những cái chuyện mà chúng đã, thưa quý vị, được sự viện trợ của Trung Cộng giúp cho Việt Nam. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là anh Võ Nguyên Giáp này đã, thưa quý vị, anh ta cả cuộc đời đã, thưa quý vị, là hèn. Quý vị có dịp đọc những cái tài liệu của bà Bảy Vân, bà đã tố cáo Võ Nguyên Giáp như thế nào, thưa quý vị? Mà vì vấn đề thời lượng không cho phép tôi đọc những cái thư của bà Bảy Vân. Bà Bảy Vân là vợ bé của ông Lê Duẩn. Thưa quý vị, bà ghen tức thì khi thấy Võ Nguyên Giáp được đánh bóng, được, thưa quý vị, ca tụng, trong khi chồng bà là Lê Duẩn, là Tổng Bí thư có công rất lớn với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thưa quý vị, đối đãi không được đánh bóng như là Võ Nguyên Giáp. Nên cái bà Bảy Vân này là bà đã viết những cái thơ, bà tố cáo lên
lên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, và bà vạch mặt sự hèn yếu của Võ Nguyên Giáp. Thứ nhất là Võ Nguyên Giáp là con nuôi của tên Louis Marty, là thưa quý vị là con nuôi của tên Louis Marty là thưa quý vị chánh cơ coi như là giám đốc công an mật vụ của thực dân Pháp. Rồi thưa quý vị hãy đọc cái quyển mà Đời tôi của giáo sư Vũ Quốc Thúc, học cùng với thưa quý vị Võ Nguyên Giáp ở cái trường luật Hà Nội. Thì thưa quý vị, trong cái quyển mà Đời tôi của giáo sư Vũ Quốc Thúc là từng giữ những chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và Quốc vụ Khanh, tức là Phó Thủ tướng của đệ nhị Cộng hòa. Trong cái quyển Đời tôi, trong cái quyển 1 và quyển 2 của ông Vũ Quốc Thúc, giáo sư Vũ Quốc Thúc, ông ấy cũng tố cáo và ông ấy nói rằng sở dĩ đáng lẽ ra tên Võ Nguyên Giáp này được cho đi Pháp du học, nhưng mà thưa quý vị, cuối cùng Võ Nguyên Giáp đã bị một ông, thưa quý vị, là ông giáo sư từ bên Pháp, ông ấy trước khi ông ấy qua bên từ bên Pháp, ông qua bên Việt Nam để chấm thi cho Võ Nguyên Giáp khi tốt nghiệp cái bằng cử nhân, thưa quý vị, luật ở Hà Nội. Thì ông ấy đã đánh rớt Võ Nguyên Giáp và ông ấy cho Võ Nguyên Giáp một cái điểm zero. Mà cái điểm zero là cái điểm loại, thưa quý vị. Cái điểm loại lên Võ Nguyên Giáp đã, thưa quý vị, đã không đủ cái điểm để đi Pháp du học về cái bằng tiến sĩ luật ở bên Tây. Lý do là ông ấy đánh rớt bởi vì ông ấy được mật pháo Pháp, mật thám Pháp thông báo cho ông ấy biết là Võ Nguyên Giáp, thưa quý vị, là cộng sản, là một tên tay sai cộng sản. Vì thế nên cái ông giáo sư này, ông ấy tìm cách cho Võ Nguyên Giáp điểm zero để điểm loại Võ Nguyên Giáp không được đi Pháp du học, thưa quý vị. Đó. Rồi thưa quý vị, cái thời kỳ 45, khi Hồ Chí Minh gặp ông trung tướng Cheno, mà về sau này thưa quý vị, bà vợ của ông là bà Anna Cheno đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cái hiệp định Paris. Và thưa quý vị, tôi còn nhớ khi tôi ở Sài Gòn, thưa quý vị, tôi có một người bạn, anh ta làm ở phủ thủ tướng. Anh ta nói anh ta thường có cái bổn phận, nghĩa là đón bà Cheno từ phi trường Tân Sơn Nhất để về cái hotel Majestic ở trước cái bến Bạch Đằng để ở. Bà Cheno, thưa quý vị, là một người, thưa quý vị, liên lạc giữa ông Tổng thống Đích Sông và ông Đại sứ Bùi Diễm và ông Tổng thống Nguyễn. Rồi ông Bùi Diễm liên lạc với ông Nguyễn Văn Thiệu, thưa quý vị. Hai ông Bùi Diễm và thưa quý vị cùng với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cưỡng lại cái áp lực của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến ở trong cái hiệp định Paris nó như thế nào, thưa quý vị, đòi hỏi một cái thời lượng khá lâu để nói về cái cuộc thương lượng ở Paris, những cái khúc mắc. Và thưa quý vị, đó là một trong những cái lý do đóng góp vào, thưa quý vị, sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái quyển hồi ký của ông, thưa quý vị, Tổng thống Johnson, ông ấy có viết một cái câu như vậy. Ông ấy bảo rằng cái sự thất cử của ông Phó Tổng thống Humphrey đó, của Đảng Dân Chủ đó, là cái nguyên nhân là của ông Thiệu, thưa quý vị. Vì ông Thiệu, thưa quý vị, đã giúp cho ông Nixon không thương lượng và tìm cách trì hoãn cái cuộc thương lượng ở Paris. Nên thưa quý vị, chúng ta thấy là về sau Đảng Dân Chủ đó, họ rất thâm thù Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, là bởi vì họ nói rằng cái chế độ của ông Thiệu, Bùi Diễm, thưa quý vị, là cái chế độ đã can thiệp vào cái nội tình của Hoa Kỳ. Và vì vậy mà thưa quý vị, chúng ta thấy nó là một cái yếu tố giúp thêm cho cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thưa quý vị. Bây giờ đã thêm một cái điểm nữa là để trả lời cho anh Lạc Việt đó,
thì cái ông Võ Nguyên Giáp này ông ấy chẳng học hành ở một cái trường quân sự nào ra hết. Bằng chứng là thưa quý vị, trong cái quyển mà của Võ Nguyên Giáp Đường tới Điện Biên Phủ và cái quyển mà Giọt Nước Trong Biển Cả của Hoàng Văn Hoan đó thưa quý vị, thì Hoàng Văn Hoan đã tìm cách thưa quý vị bào chữa cho Võ Nguyên Giáp. Bởi vì Võ Nguyên Giáp và kể cả Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là hai anh y tờ về cái chiến thuật, chiến lược về quân sự. Lúc đầu khi đánh ở cái đồn mà Đông Khê đó, thì thưa quý vị, lúc đó là Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh chủ trương là không đánh cái đồn Đông Khê mà đánh ở Cao Bằng. Vì vậy mà cái ông tướng Trần Canh đó là cố vấn quân sự của Cộng sản Trung Quốc gửi đến Việt Nam, ông ấy nói không, quý vị mà đánh vào Cao Bằng là chắc chắn quý vị sẽ thất bại, và nếu có chiến thắng thì quý vị cũng phải trả giá rất cao. Bởi vì Cao Bằng nó là một cái căn cứ quân sự với tất cả các công sự phòng thủ và đã được tập trung ở đó rất nhiều các đơn vị thiện chiến của người Pháp. Quý vị thấy đánh ngay ở cái đồn Đông Khê chỉ có 250 người thôi, mà thưa quý vị, dự trù là đánh 24 tiếng mà phải đánh tới 55 tiếng. Và cái thiệt hại mà Võ Nguyên Giáp nói nó rất cao. Thì chúng ta thấy rằng cái khả năng quân sự của Võ Nguyên Giáp nó ở đâu. Trong cái cuộc chiến sinh Bắc tử Nam ở Việt Nam, thì thưa quý vị, có người nói rằng cái Tết Mậu Thân là cái chủ trương của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Nhưng mà nếu có cả Võ Nguyên Giáp và kể cả Hồ Chí Minh ở trong ấy, thì chúng ta thấy thưa quý vị là hai cái anh này đó thưa quý vị là tính sai lầm. Cái Tết Mậu Thân chỉ nhìn thưa quý vị, nhìn vào về phương diện quân sự thì Cộng sản Việt Nam chết trên 100.000 quân. Rồi cái trận đánh Khe Sanh thưa quý vị là bị Hoa Kỳ, đồng minh Hoa Kỳ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh cho hàng 56 sư đoàn của Cộng sản Việt Nam phải tháo chạy về bên biên giới Lào Việt. Chúng ta thấy từ cái trận Mậu Thân, trận Khe Sanh đến mùa hè 22 toàn thua chí thua. Và Võ Nguyên Giáp sở dĩ có được hai cái chiến dịch, hai cái chiến thắng lớn ở Việt Nam là cái chiến thắng chiến dịch biên giới và chiến dịch Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, về giữa hai cái chiến dịch Điện Biên Phủ và cái chiến dịch biên giới thì chúng ta thấy cái chuyện gì? Đó là một cái chiến dịch năm 1951 như tôi đã nói ở cái Vĩnh Yên, và Cộng sản đã bị tướng De Laat De Tassigny thưa quý vị đánh cho tan tành 6-7 ngàn quân của Cộng sản Bắc Việt, thưa quý vị, của Cộng sản Việt Minh lúc đó bị đánh cho tan tành. Và để cho thổi lên cái phong trào của người quốc gia lúc đó, thì thưa quý vị là ông De Laat De Tassigny đã tha thiết mời vua Bảo Đại ra làm chủ tọa lễ duyệt binh ở Hà Nội nhân cái chiến thắng năm 1951. Nhưng mà vua Bảo Đại ông ấy từ chối, ông ấy không ra. Quý vị có biết ông ấy không ra không? Ông ấy không ra là bởi vì thưa quý vị, ông ấy không muốn rằng thưa quý vị là nếu ông ấy ra đó thì thưa quý vị là ông ấy đòi những cái điều kiện mà trả lại độc lập, phải trả lại độc lập hoàn toàn cho miền Nam, cho cái chính phủ quốc gia lúc đó. Mà trong cái cương vị của ông De Laat De Tassigny thì không được phép của De Gaulle cho phép làm những cái chuyện như vậy. Vì vậy mà ông Bảo Đại ông ấy nhất định ông ấy không ra Hà Nội, và ông giao cho, nếu tôi không lầm, là ông Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chủ tọa cái buổi này. Thưa quý vị, chúng ta cứ nhìn lại lịch sử và nhìn lại những cái trận đánh lớn của Việt Nam thì thưa quý vị, toàn là tướng vị từ cái chiến dịch biên giới cho đến cái chiến dịch Điện Biên Phủ, thì thưa quý vị toàn là do thưa quý vị là các tướng tàu như là Trần Canh, như là Vi Quốc Thanh, thưa quý vị, nhất là hai cái chiến dịch biên giới là cái chiến dịch biên giới và cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Đến năm 1951 thưa quý vị, 50 sau cái chiến thắng ở chiến dịch biên giới, thì thưa quý vị là tưởng cơ hội đã đến, Võ Nguyên Giáp
cho tiến hành một cái chiến dịch, thưa quý vị, ở Vĩnh Yên, và đã bị đánh cho tan tành, thưa quý vị. 6-7 ngàn Việt Cộng đã bị, thưa quý vị, làm mồi cho bom đạn của người Pháp, một cái tướng tài là The Last, The Tassini. Thưa quý vị, đó là cái phần mà tôi xin trả lời. Hồi nãy tôi thấy có một anh hỏi tôi, thưa quý vị. Anh hỏi gì? À, kính thưa chú Văn Khoa, chú cho cháu biết tại sao Hiệp định 71-73 không được thực hiện nghiêm chỉnh? Tại sao quốc tế không can thiệp Việt Cộng? À, vì phi phạm. Cảm ơn chú, tôi sẽ trả lời bạn ở trong cái phần 2, thưa quý vị, là tại sao người Mỹ can thiệp vào cuộc chiến. Bây giờ thưa quý vị thấy cái bối cảnh lịch sử Việt Nam như vậy, thì thưa quý vị, người Mỹ trong cái cương vị lãnh đạo của một cường quốc, của một người, thưa quý vị, của một quốc gia mang tiếng là lãnh đạo của thế giới tự do, chúng ta thử hỏi rằng người Mỹ sẽ phải đối phó ra như thế nào, nhất là sau năm 1950 cho đến năm 1953, cái cuộc chiến ở Triều Tiên, thưa quý vị, rồi sự bành trướng của Cộng sản, do đó bắt buộc người Mỹ phải đối phó, phải can thiệp vào Việt Nam. Mặc dù tôi có những cái tài liệu để chứng tỏ rằng người Mỹ không muốn can thiệp vào cái cuộc chiến ở Việt Nam, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin trả lại diễn đàn cho anh Lạc Việt. Vâng, xin cảm ơn anh Văn Khoa. Và bây giờ thì xin mời anh chuẩn bị qua cái đề tài tiếp theo, là cái đề tài chính cho cái buổi hội luận hôm nay. Tại sao người Mỹ lại gia nhập vào cuộc chiến Việt Nam, và tại sao người Mỹ lại cũng mau chóng rút lui khỏi Việt Nam? Sau khi ông Văn Khoa đã trình bày cái bối cảnh của quân đội Việt Nam, Bắc Việt lúc đó đánh nhau với người Pháp. Thực sự là trong cái đề tài này chúng ta còn rất nhiều những chi tiết cần phải nhắc tới, nhưng mà thôi, để một cái dịp khác, bởi vì các cái chi tiết thì nó nhiều lắm. Đảng Cộng sản dùng cuộc chiến chống Pháp để rồi tiêu diệt người quốc gia, cái đó mới là cái chính, nhưng mà chúng ta để một lần khác vậy. Và bây giờ thì xin mời ông Văn Khoa đi vào cái phần chính của đề tài hôm nay, là tại sao người Hoa Kỳ lại đi vào cái cuộc chiến Việt Nam, và cái câu hỏi nhức nhối hơn nữa là tại sao người Hoa Kỳ lại rút khỏi cuộc chiến Việt Nam một cách nhanh chóng như thế, để rồi Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử và 30 tháng 4 trở thành ngày quốc hận của những người Việt Nam trong nước cũng như người Việt Nam lưu vong. Xin mời ông Văn Khoa. Kính chào tái ngộ với toàn thể quý vị. Vâng, cảm ơn cô Anh Thị. Thưa quý vị, tôi cũng phải, thưa quý vị, bắt chước những người theo đạo Thiên Chúa để tạ ơn Chúa về cái chuyện mà hôm nay cái đường Internet cho đến giờ này nó vẫn còn, thưa quý vị, may lắm. Cảm ơn, thưa quý vị. Tôi dự trù rằng tôi nói được khoảng 15-20 phút rồi cái đường Internet nó sẽ bị đứt đoạn. Thế nhưng mà thưa quý vị, may mắn cho đến giờ này nó vẫn còn work, thưa quý vị. Bây giờ thưa quý vị, tôi xin nói về sự tham dự của người Mỹ và sự tháo chạy của người Mỹ, thưa quý vị. Cái phần này lại chia ra làm hai. Cái phần đầu đó là cái phần tham dự của người Mỹ vào cuộc chiến, và cái phần thứ hai đó, thưa quý vị, nó bắt đầu từ năm 1900, thưa quý vị, 68, và nó kết thúc năm 1975, thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ xin nói về cái phần đầu, tại sao người Mỹ tham dự vào cuộc chiến ở Việt Nam. Thưa quý vị, nếu quý vị
còn nhớ ông Trương Tấn Sang đó thưa quý vị, khi ông ấy qua Mỹ thì ông ta mang theo mấy cái bức thư của ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh thưa quý vị đã gửi 5-6 cái bức thư cho các tổng thống Hoa Kỳ là Truman, rồi Roosevelt và Truman, để tha thiết yêu cầu Hoa Kỳ hãy can thiệp, dùng cái ảnh hưởng của một cường quốc để can thiệp người Pháp, để bắt buộc người Pháp phải trả lại độc lập cho Việt Nam. Nhưng mà người Pháp với cái bản chất thưa quý vị tham lam, người Pháp đã tìm cách trì hoãn, chẳng hạn năm 1948, trong cái quyển mà Con Rồng Việt Nam của vua Bảo Đại, thì ông ấy đã có viết về cái chuyện mà cái thông cáo chung được ông Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân của phe quốc gia lúc đó ký kết với ông Bolaert là ông toàn quyền Đông Dương ở Vịnh Hạ Long. Quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển mà Việt Nam Nhân Chứng của ông Trung tướng Trần Văn Đôn. Lúc đó ông Trung tướng Trần Văn Đôn thưa quý vị làm đại úy, và ông ấy làm ở văn phòng của ông Bolaert, tức là toàn quyền của Đông Dương. Thì thưa quý vị, vua Bảo Đại đó đã ký, không thưa quý vị, ông vua Bảo Đại lúc đó có hiện diện trên cái chiến hạm ở Vịnh Hạ Long và chứng kiến cái cảnh ông Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân ký với ông Bolaert về cái thưa quý vị gọi là thông cáo chung, hay gọi là một cái hiệp định. Trong cái hiệp định đó thưa quý vị, người Pháp đã bằng lòng trao trả lại độc lập cho Việt Nam. Trong khi thưa quý vị, trong cái hiệp ước mà Hồ Chí Minh ký với ông Santani năm 1946 ở Hà Nội, hay là chúng ta gọi là cái hiệp ước sơ bộ đó, thì thưa quý vị là Hồ Chí Minh chỉ mới giành được cái gọi Việt Nam lúc đó là một chính phủ tự do chứ không được gọi là độc lập. Bởi vì ông De Gaulle ông ấy không cho nói đến cái danh từ độc lập với Việt Nam và các thuộc địa, mà ông ấy chỉ nói trong cái hiệp định ký với Santani đó, chỉ nói rằng Việt Nam được tự do thôi chứ không nói gì độc lập hết. Thì chúng ta thấy rằng vua Bảo Đại ông ấy làm được nhiều chuyện lắm chứ không phải là thường thưa quý vị. Ông Bảo Đại đã có thể nói là ông ấy nhu nhược, nhưng mà thưa quý vị, ông Bảo Đại đó là một người yêu nước và nhân ái, hiền từ. Chúng ta thấy từ năm 1932 khi ông ấy chính thức chấp chánh ở Việt Nam cho đến sau 75, tức là thưa quý vị, những cái mà thời gian mà ông Bảo Đại chấp chánh ấy, không có một cái gì xảy ra hết. Không có vụ giết người, không có vụ thanh toán nào xảy ra hết. Mà thưa quý vị, ngay đến thưa quý vị, cái ngày mà Nhật đảo chính, ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, ngày Nhật đảo chính, khi mà vua Bảo Đại tiếp nhận cái nền độc lập của chính phủ Nhật, Nhật Hoàng. Thưa quý vị, tôi còn nhớ là trong cái quyển mà Việt sử khảo luận thưa quý vị của ông luật sư Hoàng Cơ Thủy, ông ấy có biết thưa quý vị, là ông ấy có biết là thưa quý vị là trong cái đảo chính đó, thì ông đại sứ Nhật Bản là Yoko Hiến vào ngày mùng 9 đảo chính là ngày mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng ngày mùng 9 tháng 3, xin lỗi quý vị, ngày mùng 9 tháng 3 Nhật đảo chính. Thì đến ngày mùng 9 tháng 3 đó, ông vua Bảo Đại mới tiếp nhận được cái sự độc lập của ông đại sứ Nhật Bản, nhân danh Nhật Hoàng trao lại quyền độc lập cho vua Bảo Đại. Thì vua Bảo Đại đó, đến ngày mùng 10 thì ông ấy liền ra một cái bản tuyên ngôn độc lập và
đọc ở trên đài phát thanh Huế. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng, thưa quý vị, vua Bảo Đại, ông ấy đọc cái bản tuyên ngôn độc lập trước Hồ Chí Minh tới ngày mùng 2 tháng 9 Hồ Chí Minh mới đọc. Còn từ ngày mùng 9 tháng 3 thì ông Bảo Đại ông đã tuyên ngôn độc lập rồi. Và khi mà ông ấy tuyên ngôn độc lập đó, thưa quý vị, nó xảy đến đó, thì thưa quý vị, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Tố Hữu và Tôn Quang Việt bắt hai người yêu nước của Việt Nam lúc đó là cụ Phạm Quỳnh và ông Ngô Đình Khôi cùng với một người con là ông Ngô Đình Huân, rồi thưa quý vị đập đầu rồi xô xuống cái hố. Thưa quý vị, quý vị thấy rằng, thưa quý vị, là Hồ Chí Minh, thưa quý vị, thủ đoạn như thế nào. Và khi mà Hồ Chí Minh ký với Santoni cái hiệp định sơ bộ đó, thì Hồ Chí Minh biết rằng lúc đó những cái người quốc gia và kể cả những người cộng sản nếu nói là yêu nước ở trong hàng ngũ Việt Minh cũng chống đối Hồ Chí Minh. Bởi vì Hồ Chí Minh cho phép người Pháp mang 15.000 quân từ miền Nam ra miền Bắc. Tại sao lại cho phép? Cho phép mang 15.000 quân ra miền Bắc để mượn tay người Pháp để thanh toán những người quốc gia yêu nước. Thưa quý vị, lúc đó với sự tiếp tay của Việt Minh và thưa quý vị là người Pháp đã tàn sát những người yêu nước ở Bắc Việt. Mà người thưa quý vị dại nhất là ông gì thưa quý vị, Vũ Hồng Khanh thưa quý vị. Ông Vũ Hồng Khanh đó, thưa quý vị, lúc đó ông Vũ Hồng Khanh chẳng có một cái nhiệm vụ gì ở trong chính phủ hết. Thế mà ông Vũ Hồng Khanh đã bị Hồ Chí Minh, thưa quý vị, lường gạt ký vào cái hiệp ước sơ bộ. Trong khi đó người có quyền và có người chính danh nhất để ký vào cái bản mà cái hiệp ước sơ bộ là thứ nhất là cụ Nguyễn Hải Thần và thứ hai là ông Nguyễn Tường Tam. Nhưng những người quốc gia này họ sáng suốt, họ từ chối và họ không ký. Hồ Chí Minh phải, thưa quý vị, phải tìm cách đưa ông, thưa quý vị, Vũ Hồng Khanh vào ký. Ông Vũ Hồng Khanh ký tức là thưa quý vị Hồng là người quốc gia phải chia sẻ cái trách nhiệm của bọn Pháp ở Việt Nam. Quý vị thấy, thì thưa quý vị, cho đến là trong như cái quyển Con Rồng Việt Nam và cái quyển là Việt Nam Nhân Chứng của Trung tướng Trần Văn Đôn, ông ấy biết đó. Thì khi mà đến cái giờ nghỉ để chờ cái cuộc duyệt binh thì ông Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân lúc đó ông ấy ngồi, ông ấy đọc lại cái mà hiệp ước ký giữa người Pháp và Việt Nam. Thì ông ấy mới thấy rằng Việt Nam độc lập, nhưng mà thưa quý vị, ba cái lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, chính trị và ngoại giao đều nằm trong tay người Pháp hết. Người Pháp ký tất cả trao lại độc lập, nhưng mà người Pháp lại giữ lại ba cái lĩnh vực kinh tế, chính trị và ngoại giao. Vậy thì chúng ta hỏi người Pháp đã làm gì và trao cái gì lại cho Việt Nam. Vì vậy mà ông Nguyễn Văn Xuân ông ấy viết vào ở bên lề cái hiệp định đó, ông viết rằng tuy vậy nhưng chính phủ Việt Nam sẽ giành quyền bổ nhập các đại sứ của Việt Nam ở các quốc gia. Và khi mà anh thực dân, chủng thực dân Bolaert anh ấy đọc đấy, thì anh ấy nổi sùng lên và anh ấy chỉ mặt ông Nguyễn Văn Xuân. Nhưng ông Nguyễn Văn Xuân cũng không vừa, thưa quý vị, mà chỉ mặt mắng thằng Bolaert là mẹ. Thưa quý vị, tiếng nguyên văn mà tôi thuật lại của trong cái hồi ký của ông Trần Văn Đôn nói như vậy. Thì chúng ta thấy một cái điểm như vậy, kể cả những cái luận điệu tuyên truyền xảo trá của bọn cộng sản Việt Nam nói rằng những người quốc gia như vua Bảo Đại, Nguyễn Văn Sân, Nguyễn Văn Hữu, Trần Trọng Kim, thưa quý vị, rồi Phạm Quỳnh, ông Ngô Đình Diệm là, thưa quý vị, là bù nhìn, là tay sai của Pháp, của Mỹ. Nhưng ít ra những cái người này, thưa quý vị, những người quốc gia này cũng dám chống Pháp.
Quý vị đừng tưởng rằng Bảo Đại là được Pháp ưa nhé. De Gaulle đã tính thay ông Bảo Đại bằng vua Duy Tân, và ông vua Duy Tân trên cái con đường bay từ bên Phi Châu về và đã rớt ở cái xứ mà của xứ của ông Tổng thống Bokassa và đã chết, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì Bảo Đại, thưa quý vị, ông ấy nhìn thấy cái gương của vua Hàm Nghi, của vua Duy Tân, của vua Thành Thái, khi chống Pháp thì sẽ bị đẩy đi. Và vì vậy mà, thưa quý vị, vua Bảo Đại ông đã chống Pháp một cách, thưa quý vị, phải nói là bằng cái hình thức là bất hợp tác. Mày muốn làm gì thì mày chiếm nước tao, thì bây giờ đó mày cai trị đi, tao sẽ không hợp tác với mày, thưa quý vị. Ngay đến De Lát De Tassigny, thưa quý vị, về sau này, thưa quý vị, lúc đầu ông De Lát De Tassigny ông ấy ghét vua Bảo Đại lắm. Nhưng về sau này thì ông De Lát De Tassigny đã nghiêng về phía vua Bảo Đại và tìm cách bênh vực cho ông vua Bảo Đại. Năm 1990 mấy, thưa quý vị, tôi ở cái Orange County này, vua Bảo Đại ông ấy đến đây, và chính tôi đã nghe được, thưa quý vị, trong một cái cuộc họp báo ở nhà cụ Cao Xuân Vĩ, một ký giả là, nếu tôi không lầm, là anh Du Miên, anh ấy có hỏi vua Bảo Đại là ông Ngô Đình Diệm đã truất phế nhà vua, vậy thì nhà vua có oán hờn gì ông Ngô Đình Diệm không? Thưa quý vị, ít có người mà có được cái lòng nhân ái và bao dung bằng ông Bảo Đại. Ông Bảo Đại ông bảo không, tôi không giận gì ông Ngô Đình Diệm hết. Tôi cho rằng cái thế của ông Ngô Đình Diệm lúc đó là cái thế chiến quốc, thế xuân thu gặp thời thế, thế thời phải thế. Chúng ta thấy rằng, thưa quý vị, vua Bảo Đại trong suốt cái cuộc đời của ông ấy có ăn chơi, ông ấy có nhu nhược, điều đó đúng. Thế nhưng mà, thưa quý vị, chúng ta phải tìm hiểu, chẳng hạn như là khi mà ông Hoàng Xuân Hãn, thưa quý vị, cụ Hoàng Xuân Hãn, ông Hoàng Xuân Hãn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Chính phủ Trần Trọng Kim. Khi mà, thưa quý vị, người Nhật đảo chánh đó, thì người Nhật muốn thành lập một cái chính phủ mới, thì đầu tiên đó là người Nhật không muốn dùng ông Ngô Đình Diệm, bởi vì cái gương của ông Ngô Đình Diệm chống Pháp, do đó người Nhật sợ rằng sẽ phải chống Pháp, ông Ngô Đình Diệm sẽ lại chống người Nhật như là đã chống Pháp. Nên, thưa quý vị, bao nhiêu cái thơ của vua Bảo Đại gửi cho đó đang ở Sài Gòn và không đến tay. Vì vậy cái candidate thứ hai sau Bảo Đại phải chọn ông Trần Trọng Kim. Khi chọn Trần Trọng Kim đó, thưa quý vị, ông Trần Trọng Kim từ Singapore về Huế, Nhật đã dàn cảnh để cho ông, nó đưa ông cụ Trần Trọng Kim từ Singapore về Huế, và nó lại tạo lên cái dàn cảnh lên cho cụ Trần Trọng Kim gặp ông Hoàng Xuân Hãn. Thì ông Hoàng Xuân Hãn mới gặp cụ Trần Trọng Kim, mới hỏi cụ đi đâu về mà, thưa quý vị, hoài không thấy. Nhà vua muốn gặp cụ lắm để nhà vua cần gặp cụ để cụ thành lập một cái chính phủ độc lập cho Việt Nam. Thì cụ Trần Trọng Kim nói, cụ nguyên văn của ông Hoàng Xuân Hãn, ông viết trong cái quyển Nói chuyện với Hoàng Xuân Hãn và Tạ Trọng Hiệp. Thì cụ Trần Trọng Kim nói nguyên văn, thưa quý vị, tôi gặp cái thằng đó để làm gì? Cái thằng đó nó chỉ biết ăn chơi thôi, chứ nó có biết no gì cho quốc gia dân tộc đó, tôi gặp nó để làm gì? Thì cụ Hoàng Xuân Hãn là bạn học với ông vua Bảo Đại mà, ở bên Pháp. Cụ Hoàng Xuân Hãn khuyên cụ Trần Trọng Kim nói là thôi, sáng hôm sau, thưa quý vị, cụ Trần Trọng Kim đến nhà cụ Trần Trọng ông Hoàng Xuân Hãn. Ông Hoàng Xuân Hãn mới gọi triều đình, thưa quý vị, đưa người ra đón cụ Trần Trọng Kim vào gặp vua Bảo Đại.
Thưa quý vị, lúc đầu đó cái cuộc dự trù gặp là khoảng độ 2-30 phút thôi, nhưng mà nó kéo dài tới 4-5 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Khi ra đó thì cụ Trần Trọng Kim nói với ông Hoàng Xuân Hãn: "Này, ông Hãn ạ, lạ lắm." Thế cụ Hoàng Xuân Hãn mới hỏi: "Lạ là cái gì lạ?" Cụ gặp ông Bảo Đại, ông có nói chuyện gì mà cụ lại nói lạ? Thì ông Hoàng Xuân Hãn đã mới đổi, cụ Trần Trọng Kim đổi hẳn một cái thái độ. Cái thái độ của cụ Trần Trọng Kim là: "Thưa quý vị, không gọi ông Bảo Đại bằng thằng nữa, mà gọi là vua." Và nói nguyên văn như thế vậy: "Này, lạ lắm ông ạ, ông vua Bảo Đại, ông ấy rất thông minh. Và thưa quý vị, đặc biệt là ông ấy rất nhân ái. Ông ấy rất thông minh và rất nhân ái. Và bao dung, ông ấy biết tất cả những cái chuyện đang xảy ra trên đất nước." Thưa quý vị, đó là cái chuyện mà tôi, thưa quý vị, chỉ là một người đọc lại những cái tài liệu. Ông Hoàng Xuân Hãn đó thì thưa quý vị, ông ta đó thưa quý vị cũng là một thứ trí thức, nhưng mà cho đến chết thưa quý vị, ông ta cũng nuôi cái mộng trở về Việt Nam, nhưng mà bọn Cộng sản Việt Nam và Phan Đồng Lê Duẩn đã không cho phép ông ấy về, và ông đã chết ở bên Pháp, thưa quý vị. Bây giờ là mấy giờ rồi? 8:30 rồi. Thưa quý vị, tôi xin nghỉ ít phút rồi tôi sẽ nói về tại sao người Mỹ can thiệp vào Việt Nam, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin trả lại diễn. Vâng, xin cảm ơn ông Văn Khoa. Ông ngồi nghỉ ngơi ít phút và uống một ly nước. Trong khi chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, bởi vì câu chuyện về cuộc chiến Việt Nam do Văn Khoa trình bày nó khá nhiều chi tiết, thành thử là chúng ta cũng cảm thấy là hơi mệt, phải tiếp thu rất là nhiều cái chi tiết đó. Do đó chúng ta cần một ít phút để break. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vẫn còn đây các con của mẹ. Chúng ta dù xa xôi đất nước, dù 40 năm và 40 lần quốc hận 30 tháng 4, nhưng chúng ta vẫn chưa nản chí. Chúng ta vẫn còn đây, vẫn còn mong một ngày người mẹ chúng ta sẽ trở lại xinh xắn hơn, đẹp đẽ hơn, mạnh khỏe hơn của một người mẹ Việt Nam đích thực. Thank you.
Vâng, thưa anh Văn Khoa, thưa ông Văn Khoa, là bây giờ chúng ta còn 30 phút nữa. 30 phút nữa thì xin mời ông tóm gọn trong cái chủ đề chính hôm nay là tại sao Hoa Kỳ lại gia nhập cuộc chiến Việt Nam Hoa và tại sao Hoa Kỳ lại rút lui một cách nhanh nhẹn như vậy, để lại ngày 30 tháng 4 khốn khổ cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chúng tôi biết là ông đã đọc 7 cuốn sách ngoại quốc về đề tài này, cộng thêm 8 cuốn sách của Việt Nam viết về đề tài này, mà trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ mà ông tiếp tục nêu chi tiết nhiều quá thì chắc chắn là không đủ giờ, chúng ta sẽ dành cho một dịp khác. Vậy xin ông đưa ra những cái yếu tố quan trọng để trong vòng 30 phút chúng ta có thể cùng nhau lãnh hội những cái ý kiến mấu chốt nhất, những cái dữ kiện mấu chốt nhất cho việc tham dự cuộc chiến Việt Nam Hoa của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ rút lui khỏi Việt Nam. Xin mời ông Văn Khoa trở lại. Kính chào tái ngộ với toàn thể quý vị. Quý vị có nghe tôi không ạ? Xin cho tôi tín hiệu lý. Vâng, cảm ơn anh Lạc Việt, thưa quý vị. Và bây giờ qua cái phần 2, thưa quý vị. Như vậy là chúng ta đã tới 7 giờ 8 rưỡi, là 1 tiếng rưỡi rồi, thưa quý vị. Tôi sợ là không đủ, nhưng mà thưa quý vị cũng là phải tóm tắt. Thưa quý vị, bây giờ trong từ năm 1950, thưa quý vị, đứng trước cái sự bành trướng của Cộng sản, chúng ta thấy năm 1950 thì cái cuộc chiến tranh ở Triều Tiên nó xảy ra cho đến năm 1953. Người Mỹ mới thấy rằng cái hiểm họa của Cộng sản nó đến rồi. Và thưa quý vị, cho đến năm 1950 đó, thì trong cái quyển mà tài liệu của Trường Cao đẳng Quốc phòng đó thì có viết như vậy: về mặt địch thì chỉ có Pháp đánh
Việt Minh mà thôi. Hoa Kỳ chỉ viện trợ cho Pháp từ năm 1950, khi Trung Cộng giúp Việt Minh. Vào tháng 4 năm 1950, thì Hồ Chí Minh đi Bắc Kinh và đã ký các hiệp ước nhận viện trợ của Trung Cộng dưới hình thức vay mượn và chịu nhượng cho Trung Cộng khai thác khoáng sản ở Việt Nam. Quý vị nghe rõ nhé. Từ tháng 4 năm 1950, trong cái tài liệu này đã, thưa quý vị, mà đã trích dẫn một cái hồ sơ là Pentagon Paper và khoảng 7.000 trang, thưa quý vị. Và nói rằng từ năm tháng 4 năm 50 Hồ Chí Minh đi và đã ký với Trung Cộng xin viện trợ với hình thức vay mượn và chịu nhượng cho Trung Cộng khai thác khoáng sản trên Bắc Việt. Thì chúng ta thấy rõ rằng, thưa quý vị, Cộng sản Bắc Việt nó, thưa quý vị, đã bán nước như thế nào. Và đó là cái tài liệu của Trường Cao đẳng Quốc phòng, tức là của Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ, thưa quý vị, tôi xin đọc nữa ở cái trang 47 trong cái bạch thư, thưa quý vị. Cái bạch thư của Cộng sản Hà Nội ấn hành năm 1979, đó là cái bạch thư sự thật về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong 30 năm qua, viết như thế vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên là họ đã khước từ thi hành một hiệp định quân sự bí mật giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta thấy, thưa quý vị, là Hồ Chí Minh đã ký rất nhiều các hiệp ước quân sự. Và kể cả sau này đó là, thưa quý vị, về cái gọi là thành đô hay là cái gì đó, thì chúng ta thấy rằng bọn Cộng sản bán nước như thế nào. Bằng chứng là cái công hàm ngoại giao năm 1958. Để tôi đọc lại, thưa quý vị nghe nhé. Không có gì đáng ngạc nhiên là họ, họ ở đây là Trung Quốc, đã khước từ thi hành một hiệp định quân sự bí mật giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo hiệp định này, nguyên tắc đến tháng 6 năm 65, phía Trung Quốc phải gửi phi công sang giúp Việt Nam. Nhưng ngày 16 tháng 7 năm 1965, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Giải phóng Trung Quốc đã báo cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam biết là phía Trung Quốc không thể gửi phi công sang giúp Việt Nam được. Chúng ta thấy mấy đây nữa ở trên đài BBC đó, thì thưa quý vị, một ông đại tá hồi hưu của Nga Xô, ông ấy cũng đã tham dự vào những cái trận bắn máy bay Mỹ khi mà oanh tạc ở Việt Nam, Bắc Việt, thưa quý vị. Và đây, thưa quý vị, để chứng minh rằng người Mỹ không muốn tham dự vào cuộc chiến ở Việt Nam, thưa quý vị, tôi đọc tiếp. Chính sách trong cái tài liệu của Trường Cao đẳng Quốc phòng, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ là nhằm tạo một chính quyền không có cộng sản ở Việt Nam. Và bắt đầu từ cuối năm 1950, việc viện trợ quân sự của Hoa Kỳ chỉ được gửi tới Sài Gòn qua tay người Pháp. Và những chuyên viên quân sự Mỹ từ thời Tổng thống Truman đã gia tăng lần lần qua bốn đời Tổng thống Truman, Eisenhower, Kennedy và Johnson, nhất là với quyết định là chấm dứt chiến tranh Đông Dương bằng Hiệp định Geneva 1954. Thưa quý vị đó, chúng ta thấy là người Mỹ không tham muốn tham dự vào Việt Nam, thưa quý vị. Và đứng trước cái áp lực của Cộng sản Việt Nam càng ngày càng đè nặng trên cái trận Điện Biên Phủ, thưa quý vị, chúng ta hãy nghe đây. Thưa quý vị, tổng số người Pháp yêu cầu người Mỹ viện trợ và giải vây Điện Biên Phủ tới 4 lần. Và người Mỹ luôn luôn tìm cách từ chối. Và quý vị nghe đây. Cuối cùng Hoa Kỳ phải đề nghị với người Pháp, tức là người Pháp lại xin Hoa Kỳ giải cứu và tham dự vào cuộc chiến năm 1954. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Quốc hội chấp thuận để có đủ quyền can thiệp vô Đông Dương với lực lượng chiến đấu. Thứ nhất là người Pháp phải trao lại độc lập thật sự cho ba quốc gia
Việt Miên Lào. Thứ hai, Hoa Kỳ sẽ đảm nhiệm trách nhiệm rộng lớn huấn luyện quân đội địa phương mà thôi. Hoa Kỳ sẽ chia sẻ với Pháp trách nhiệm về các kế hoạch quân sự. Thứ tư là quân đội Pháp sẽ phải tiếp tục chiến đấu, không được đòi quân đội Hoa Kỳ thay thế ở Việt Nam. Thưa quý vị, đó là cái chính sách của Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ không muốn tham dự vào Việt Nam, và người Hoa Kỳ chỉ dự vào cái sự viện trợ cho Việt Nam và huấn luyện về quân sự. Và người Hoa Kỳ cũng đòi hỏi người Pháp phải trả lại độc lập thật sự cho Việt Nam. Bởi vì trong cái cuộc chiến 9 năm chống Pháp ở Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng người Hoa Kỳ, thưa quý vị, người Pháp đang lợi dụng như thế nào, chiếm Việt Nam, khai thác Việt Nam như là một thuộc địa. Bây giờ các anh đó, thưa quý vị, hết ăn, các anh ăn không hết được rồi, các anh nhả ra, các anh bắt chúng tôi chịu, thì làm sao chúng tôi chịu, thưa quý vị? Đó là cái sự tham dự. Thực ra, thưa quý vị, ngay ở trong cái chính giới của Hoa Kỳ, bao giờ nó cũng có khai cái khuynh hướng, nó cái thứ khuynh hướng bổ câu và khuynh hướng diều hâu. Từ, thưa quý vị, sau cái cuộc tổng tấn công, tổng khởi nghĩa của Việt Cộng năm 1968, thì thưa quý vị, về phương diện quân sự thì Cộng sản Việt Nam bị Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đánh cho tan nát ở miền Nam, chết hàng trăm ngàn cán bộ. Các cơ sở nằm vùng hạ tầng cơ sở của Cộng sản ở miền Nam, thưa quý vị, chúng tưởng rằng cơ hội đã đến nên chúng xuất đầu lộ diện và làm mồi cho, thưa quý vị, những cái chiến dịch bình định phát triển và các chiến dịch vượt hoàng của Việt Nam Cộng Hòa để dẹp tan những cái cơ sở nằm vùng của Cộng sản. Nhưng mà thưa quý vị, từ năm 1968, thưa quý vị, tức là từ năm 65 cho đến năm 68, thì thưa quý vị, là các dư luận của Hoa Kỳ, thưa quý vị, về phản chiến càng ngày càng lên cao. Chỉ cách đó, thưa quý vị, ít tháng, từ ông Tổng thống Johnson đến ông Bộ trưởng Hoa Kỳ McNamara và ông thống tướng Đại tướng Westmoreland tuyên bố là ánh sáng cuối đường hầm đã ló dạng, nghĩa là cái chiến thắng của Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao khi mà các ông ấy tuyên bố như vậy mà Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, có thể mở ra cuộc tấn công trên 41 đô tỉnh thị xã của Việt Nam? Một con những người lãnh tụ của Hoa Kỳ, phong trào phản chiến được thổi bùng lên sau năm 1968. Thì thưa quý vị ở Hoa Kỳ lâu, quý vị cũng biết rằng Hoa Kỳ, thưa quý vị, cứ 4 năm một lần, bất cứ cái chính sách nào, những cái cuộc chiến tranh nào mà Hoa Kỳ theo đuổi cũng phải được đặt lại để hỏi về cái đó. Chúng ta thấy từ những cuộc chiến tranh Iraq năm 10 năm là, thưa quý vị, nếu không chiến thắng thì Hoa Kỳ phải rút, mà nếu muốn, thưa quý vị, theo đuổi thì phải chiến thắng trong một cái khoảng thời gian nhất định, không thể nào kéo dài được. Vì vậy mà, thưa quý vị, sau đó thì ông Tổng thống Johnson đã ngưng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra miền Bắc. Điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là ông ấy tuyên bố là ông ấy sẽ không ra ứng cử Tổng thống, thưa quý vị. Cùng lúc thì ông Phó Tổng thống Humphrey sẽ ra thay Đảng Cộng Hòa. Cái lập trường của ông Humphrey đó thì, thưa quý vị, ngay năm trong năm 66-67, khi ông ấy qua, ông ấy gặp dự cái buổi lễ đăng quang của ông Thiệu, thì ông ấy cho báo cho ông Thiệu biết rằng kể từ nay, thưa quý vị, chúng tôi sẽ không có việc viện trợ cho quý vị như trước nữa. Và thưa quý vị, từ năm 68, sau 6 năm 60 cái cuộc tấn công thân Pháp, cho đến năm 71-72 thì Hoa Kỳ tiếp tục rút quân. Và thưa quý vị, cái quân viện, thưa quý vị, tôi không có đủ thời giờ để tôi đọc những cái tài liệu, chẳng hạn như những cái tài liệu của ông Henry Kissinger và ông Nixon, thưa quý vị, đã chủ trương của Việt Nam như thế nào. Ông Nixon và ông Henry Kissinger lúc đầu thì khuyến cáo ông Thiệu không nên đi đến cái hội để làm gì, cũng vì quyền lợi
lợi của những cái người như ông Nixon của Henry Kissinger để khuyến cáo ông Thiệu tìm cách cứ là thọc gậy bánh xe ông Johnson để cho cái đảng Dân Chủ không có thể thi hành được cái kế hoạch hòa bình ở Việt Nam sau 68. Bởi vì năm 1968 đó thì ông Johnson ông ấy nói là chắc chắn là chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch để rút hết quân khỏi Việt Nam và sẽ đem lại hòa bình cho Việt Nam. Thì bây giờ thưa quý vị, ông Johnson, ông Nixon đã phải tìm cách phá ông Johnson. Và chính vì vậy mà trong cái quyển hồi ký dân ông ấy đã đổ thừa và ông ấy nói là chính ông Thiệu đã phá và đã làm cho đảng dân chủ thất bại ở trong cái vụ tranh cử tổng thống. Trong những cái quyển mà tôi vừa đọc thưa quý vị, Henry Kissinger và Upheaval rồi Henry Kissinger và White House Year hoặc là những cái quyển hồi ký của ông Nixon đó, đều nói rằng thưa quý vị, vì cái chủ trương của Đảng Cộng Hòa lúc đó kêu ông Thiệu là đừng có đi Paris để phá cái kế hoạch hòa bình của Đảng Dân Chủ. Đến khi mà thắng cử xong đó thì ông Nixon và ông Henry quay lại và lại dùng áp lực buộc ông Thiệu thưa quý vị phải đi Paris. Một cái điểm mà chúng ta thấy rõ ràng rằng là tại sao người Hoa Kỳ lại có cái kế hoạch đó là bởi vì thưa quý vị, cuộc chiến ở Việt Nam nó kéo dài quá lâu. Đó là cái điểm thứ nhất. Và tạo thành thưa quý vị cái khủng hoảng ở Hoa Kỳ về chính trị, về kinh tế, đủ thứ hết. Vậy thì bây giờ Hoa Kỳ phải tìm cách rút ra khỏi Việt Nam, rút bằng cách nào? Rút bằng cái khoảng dissent interval mà của ông Frank Snap, thưa quý vị, ông ấy viết cái quyển dissent interval. Năm 1972, ông Henry Kissinger và ông Tổng thống Nixon qua bên Trung Cộng và báo cho Trung Cộng biết rằng kể từ nay thưa quý vị, chúng tôi sẽ không tham dự vào cái cuộc chiến Việt Nam. Nhưng quý vị cần phải cho chúng tôi một cái khoảng thời gian cần thiết để chúng tôi rút khỏi Việt Nam. Thứ nhất là chúng tôi mang đi ra khỏi Việt Nam tất cả các tù binh đã bị Việt Cộng giam giữ. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa thưa quý vị là các ông không cho tôi một cái khoảng thời gian để chúng tôi không mất mặt, để chúng tôi không mang tiếng là bỏ rơi đồng minh. Vì vậy mà thưa quý vị, cái sự viện trợ của Hoa Kỳ thưa quý vị, trước năm 1968 mỗi một năm Hoa Kỳ tiêu ở Việt Nam là từ 25 cho đến từ 12 cho đến 25 tỷ. Và đến năm 1974-75 đó thì quân viện của Việt Nam đó là 73-74 là 2 tỷ, rồi nó xuống xuống 1 tỷ 2 và rút cuộc trước năm 75 nó chỉ còn 700 triệu. 700 triệu thưa quý vị, cùng với sự khủng hoảng cuộc dầu hỏa lúc đó ở Trung Đông thì thưa quý vị là cái cuộc chiến tranh ở Trung Đông nó đưa đến cái việc mà bao vây cấm vận Hoa Kỳ và nó đẩy cái giá dầu hỏa lên tăng gấp 3, gấp 4 lần. Và 700 triệu thì còn cái gì nữa thưa quý vị? Tôi còn 15 phút nữa để tôi nói thưa quý vị. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy là trong cái cuộc chiến ở Việt Nam thì người lính Việt Nam Cộng Hòa thưa quý vị đã tác chiến. Và thưa quý vị, trong những cái ngày cuối cùng trước năm 1975 thưa quý vị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mỗi một tháng phải mua từ 2.500 cho đến 3.000 chiếc hòm để chôn xác anh em chúng ta. Một câu hỏi được đặt ra, 25-30 tỷ mà với 500.000 quân, gần 600.000 quân kể cả của Đại Hàn, của Úc, Đà Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Lợ Tân, mà Cộng sản, mà Hoa Kỳ đã không chống nổi, Cộng sản Việt Nam không thắng nổi. Thì bây giờ với 1.200.000 quân của Việt Nam Cộng Hòa, với những trang bị nghèo nàn, đạn dược thưa quý vị, tôi quên nói thưa quý vị, trước cái ngày mà Hiệp định Paris đó, 6 cái tàu chở vũ khí để tiếp liệu cho quân trang, quân dụng và nhất là đạn dược cho Việt Nam đó, thì quý vị mới đến thưa quý vị cái hải vận ở Việt Nam và quốc tế đó, thì thưa quý vị được lệnh quay trở lại
Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và tất cả những cái bí ẩn đó chúng ta thấy là hai người, ông Henry Kissinger và ông Nixon phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, và cái quốc hội của Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng, thưa quý vị, cho đến năm khoảng tháng 3, tháng 4 năm 1975, chúng ta chỉ xin, thưa quý vị, thêm 300 triệu nữa thôi để cứu Việt Nam Cộng Hòa, mà người Hoa Kỳ vẫn nhẫn tâm cắt đứt cái sự viện trợ. Ông Thiệu mới sai ông Nguyễn Tiến Hưng, thưa quý vị, thì lúc đó là tưởng rằng, thưa quý vị, là người Pháp. Lúc đó ông đại sứ Mary Lâm, nếu tôi không nhớ lầm tên, ông này ông ấy gặp ông Thiệu, ông bảo là bây giờ nếu mà viện trợ Mỹ bị cắt như vậy thì tại sao quý vị không cầu cứu đến người Pháp. Ông Thiệu chỉ thị cho ông Nguyễn Tiến Hưng, thưa quý vị, thành lập một cái phái đoàn đi Pháp để cầu cứu. Quý vị hãy tưởng tượng khi mà cái phái đoàn này đi qua bên Pháp thương lượng với người Pháp về những cái mà phương cách và sự viện trợ, thì thưa quý vị, người Pháp nói là viện trợ cho Việt Nam bao nhiêu, thưa quý vị? 26 triệu đô la. 26 triệu đô la này đó, thưa quý vị, được chia ra làm hai gói. Một gói thứ nhất thì thưa quý vị 13 triệu của chính phủ Pháp, một báo 13 triệu của các cơ quan tư nhân của người Pháp, các ngân hàng của người Pháp. Và cái điều kiện của 13 triệu của chính phủ Pháp đó, thì thưa quý vị, tương đối cái tiền lời nó thấp. Còn cái 13 triệu của tư nhân đó, thì tiền lời là cao. Và những cái điều kiện mà khi mượn 26 triệu là phải mua hàng của Pháp. Mua những cái gì? Mua cái tivi màu. Mua cái gì? Mua phụ tùng xe hơi. Mua cái gì? Mua xe Peugeot đạp. Mua những mỹ phẩm, mua những cái hàng hóa xa xỉ. Trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cần tiền cả 100 triệu để mua vũ khí. Thì thưa quý vị, là người Pháp. Trở lại, thưa quý vị, cái chuyện mà tại sao mà người Mỹ rút khỏi Việt Nam. Người Mỹ rút vào ra khỏi Việt Nam là bởi vì nếu mà người Mỹ tiếp tục cuộc chiến Việt Nam thì không cho tạo thành, thưa quý vị, những cái biến động chính ở nước Mỹ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nếu mà người Mỹ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến thì thưa quý vị, Trung Cộng và Nga Xô sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam. Bởi vì Hồ Chí Minh tuyên bố đánh 5 năm không thắng thì đánh 10 năm, 10 năm không thắng thì đánh 20 năm, 20 năm không thắng đánh cho đến bao giờ không còn cái lai quần, thưa quý vị. Vì vậy mà chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, theo đuổi cái cuộc chiến này cho đến khi bao giờ không còn viện trợ. Mà không còn viện trợ của Nga, của Tàu, thì thưa quý vị, viện trợ của Nga, của Tàu, thưa quý vị, là vô tận. Bởi vì sao? Bởi vì chúng muốn dùng cái phương tiện viện trợ cho Việt Cộng để, thưa quý vị, thọc gậy bánh xe, kéo người Mỹ ở cái khu vực này để cho những cái khu vực khác của thế giới dễ bề hoạt động phát triển cộng sản. Và hơn nữa, người Mỹ thấy rằng nếu mà cái cuộc chiến này đưa tạo thành một cái sự đoàn kết của khối cộng sản, bởi vì Nga Xô viện trợ cho Việt Nam để giành cái địa vị thứ nhất của cộng sản quốc tế, Trung Cộng cũng giành cái địa vị quốc tế và chúng sẽ thi đua viện trợ cho Việt Nam. Mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thì thưa quý vị đã nói rằng, chẳng hạn như Lê Duẩn nói, chúng ta đánh Mỹ, đánh Pháp là đánh cho Trung Quốc và đánh cho Nga Xô. Do đó, thưa quý vị, cái cuộc chiến Việt Nam nó sẽ không có ngày cuối cùng. Và người Mỹ đứng trước cái sự đó, người tìm cái vấn đề là, thưa quý vị, người Mỹ tại sao lại đi theo đuổi một cái cuộc chiến như vậy và tạo thành, thưa quý vị, cho cái sự đoàn kết của khối cộng sản. Do đó người Mỹ phải chia rẽ khối cộng sản giữa Nga Xô và Trung Cộng. Thưa quý vị, đó là những cái tài liệu của Henry Kissinger, của Nixon, thưa quý vị, và những cái người lãnh tụ của cộng sản của Hoa Kỳ đã viết rõ là bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa có lợi hơn, thưa quý vị, là tiếp tục đánh của Việt Nam. Và rốt cuộc là Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị, đã bị Hoa Kỳ bỏ rơi trong cái cuộc chiến, thưa quý vị, mà
Hoa Kỳ, thưa quý vị, khi bỏ rơi đó, thì Hoa Kỳ có nhiều cái món lợi lắm, thưa quý vị. Thứ nhất là mang được toàn thể tù binh của Hoa Kỳ ra một cách an toàn. Cái thứ hai nữa là phủi sạch tay. Cái lý do mà, thưa quý vị, cái Hiệp định Paris á, tôi nghĩ rằng đây là một cái ẩn ý của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi cái Hiệp định mà Paris được ký kết, trong đó có sự đồng ý ký kết của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ không đưa cái Hiệp định này ra trước lưỡng viện quốc hội để, thưa quý vị, để chấp thuận, để lưỡng viện quốc hội, thưa quý vị, thông qua, mà thưa quý vị lại mời quốc tế. Mà quốc tế là ai, thưa quý vị? Quốc tế là những cái quốc gia hèn nhát. Hèn nhát, thưa quý vị. Chúng ta thấy chẳng hạn như hàng Pháp, thập kỷ bánh xe năm 1965 thì cái chế độ đệ nhị Cộng hòa đã phải đoạt giao với Pháp, bởi vì Pháp đề nghị, thưa quý vị, là trung lập hóa miền Nam. Chúng ta thấy là Hoa Kỳ, thưa quý vị, khi rút ra khỏi miền Nam có nhiều cái lợi. Vì vậy mà, thưa quý vị, ngay ông Nixon và ông Henry Kissinger lúc đầu, thưa quý vị, dùng áp lực để ông Thiệu, bắt buộc ông Thiệu phải ký cái hiệp ước này. Và mới đây, thưa quý vị, Henry Kissinger trong cái quyển mà khi đồng minh tháo chạy và tâm tư của ông Thiệu, thì Henry Kissinger đã viết và thành thật xin lỗi ông Thiệu về cái chuyện mà cái áp lực của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và trong một cuộc hội thảo ở Bộ Ngoại giao thì, thưa quý vị, là Henry Kissinger đã phải thú nhận, thưa quý vị, là Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về sự, thưa quý vị, rút lui khỏi Việt Nam. Ở quý vị, trước khi kết luận thì tôi xin đọc một, thưa quý vị, những cái lời nói cuối cùng của ông Thống tướng Westmoreland trong cái quyển hồi ký đó. Ông ấy có viết như thế vậy: "On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you gentlemen." Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi thành thật xin lỗi các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vì chúng tôi đã bỏ rơi quý vị. Thưa quý vị, đó là cái phần đúc kết của tôi, thưa quý vị. Đáng lẽ ra nói một cái đề tài như vậy, thưa quý vị, nó phải có 5-10 tiếng, mà thưa quý vị, tôi chỉ có 2 tiếng, 3 tiếng thôi, từ 7 đến 2 tiếng thôi, quý vị. Do đó, thưa quý vị, không thể nào mà nói hết được, thưa quý vị. Nếu nói về cái chỉ cần cái phần 2, tức là cái phần tại sao Hoa Kỳ ở Việt Nam, tôi rất tiếc là hôm nay tôi không được đủ thời giờ để đọc lên cho quý vị nghe những cái lời tiết lộ của ông Henry Kissinger với quý vị ở cái hội nghị Bắc Kinh năm 1972. Và thưa quý vị, những cái điều mà ông Johnson, ông ấy chỉ thị cho Nixon phải làm những cái chuyện gì, thưa quý vị, mà tôi rất tiếc là không đủ thời giờ để đọc, để hầu quý vị. Thưa quý vị, thành thật cảm ơn toàn thể quý vị. Xin cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe tôi trong 2 tiếng vừa qua. Xin trả lại diễn đàn cho anh Lạc Việt. Đúng như là anh Lạc Việt quy định, 2 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Thưa quý vị, cái đề tài này tôi sẽ tiếp tục ở trong những cái diễn đàn để nói tiếp tục về tại sao, thưa quý vị, người Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một đêm đầy an lành. Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn điểm trở khối 8406 và Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, cũng như diễn đàn Power Talk sinh hoạt live hôm nay, diễn đàn Tự do Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, xin chân thành cảm ơn ông Văn Khoa đã dùng 2 tiếng đồng hồ vừa qua trong cái buổi hội luận hôm nay với cái chủ đề là tại sao Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam và cũng tại sao Hoa Kỳ rút lui khỏi Việt Nam. Cái phần mở đầu cũng khá quan trọng,
giúp cho mọi người hiểu cái lý do tại sao có cuộc chiến ở Việt Nam và tại sao Hoa Kỳ bất đắc dĩ phải tham gia, và cũng sau cùng thì Hoa Kỳ bất đắc dĩ phải rút lui. Dầu sao chăng nữa thì 58.000 quân của Hoa Kỳ đã chết tại Việt Nam, và hàng triệu người của quân dân cán chính miền Nam Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phải nằm xuống, và có lẽ là bên phía Bắc Việt, Cộng sản Bắc Việt có lẽ cũng đã phải chết khoảng 2 triệu người. Như vậy thì cái cuộc chiến này nó xuất phát từ đâu? Và cái tội đồ nó xuất phát từ đâu? Để rồi tai ương nó ập trên đất nước chúng ta như vậy. Tất cả là Cộng sản. Và đầu sỏ chính là Hồ Chí Minh. Có lẽ Hồ Chí Minh là tay sai đắc lực nhất của Mao Trạch Đông. Mà Mao Trạch Đông là đại diện cho Hán. Hán bành trướng, Hán xâm lược. Nên Mao Trạch Đông đã khôn khéo để mà tạo ra một cái cuộc chiến như thế này. Bởi vì trong cái cuộc chiến này thì chúng ta thấy bên phía Cộng sản Bắc Việt đã có những lời tuyên bố: ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, là đánh cho Trung Quốc. Mà Mao Trạch Đông thì cũng xúi Đảng Cộng sản Việt Nam: hãy đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng. Sau cuộc chiến ở Việt Nam, cuộc chiến lan sang Campuchia, bộ đội Việt Nam lại sang cướp đất phá nhà giết người ở tại Campuchia. Và lực lượng quân đội của Việt Nam lúc đó mà đa số là thanh niên ở miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa bị lôi đi trong cuộc chiến Campuchia đã chết rất nhiều. Lạc Việt Đại học ở Sài Gòn, ít nhất là trong lớp của Lạc Việt cũng có tới 5 đứa đã bị chết và 4 đứa bị thương. Đấy là chỉ một lớp thôi. Và tiếp theo đó là gì? Là tù cải tạo để giết chết những người trai trẻ ưu tú nhất của đất Việt. Đó là những người trai trẻ ưu tú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị đi cải tạo nhiều năm. Và Việt Nam Oa và Đảng Cộng sản là cơ hội tốt nhất để cho Trung Cộng giết bớt những tài năng Việt Nam, những trai trẻ Việt Nam, để ngày nay chúng nó biết là người Việt Nam sẽ trở thành yếu hèn hơn, làm món mồi ngon cho Trung Cộng xâm lược. Và Đảng Cộng sản là một cái may vô cùng cho sự bành trướng của Trung Cộng. Nó là tay sai đắc lực hiện nay và nó đang đưa nước Việt Nam trở thành nô lệ Bắc thuộc. Và điều này là điều làm cho cả đất nước chúng ta, cả dân tộc chúng ta đang phải nhức nhối, đang phải đối diện. Chúng ta hãy làm những cái gì cho Đảng Cộng sản sợ, và chúng ta hãy làm một cái gì giúp người quốc nội trong tiến trình dân chủ hóa, tạo thêm nội lực để có thể giật sập cái chế độ này và mau chóng tìm lại nền độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ, có tự do, có dân chủ, người dân được ấm no hạnh phúc. Đó chính là ngày hội lớn của dân tộc mà chúng ta mong mỏi và chúng ta đóng góp. Và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng tặng những bó bông cho ông Văn Khoa, đặc biệt là tặng những bó bông cho những người đang đấu tranh trong quốc nội. Họ đang trực diện với kẻ thù đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin tặng những bó bông đó tươi thắm cho ông Văn Khoa và những người đang tranh đấu trong quốc nội. Và chúng ta cũng có thể giơ tay lên để chúng ta thể hiện một cái sự đoàn kết, một cái sự đồng thuận và một cái sự đồng hành với những người đấu tranh trong quốc nội trong một cái bài hát mà lúc nãy chúng ta đã nghe một phần. Vẫn còn đây các con của mẹ, thưa mẹ Việt Nam, chúng con vẫn còn đây. Từ lòng đại dương đến trời cao vút.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.